Đón anh Bình nha, cứ đi nha. Anh Bình đâu? Bình trong kia nhỉ? Tí về nhà uống nước, trên trường có nước không? Trên trường có nước nhưng mà hết nước rồi. Thế hả? Hết nước rồi hả? Thế tí về nhà bà lấy nước uống nha. Cô Bi tìm gì đây? Bà ơi, có cái bà cỏ. Bà cho cô Bi bông hoa này. Ở đây có nhiều hoa không? Wow, nhiều hoa quá. Con còn có mấy cái đồ trong này. Cái gì đấy? Cái đồ chơi, cái gò bút chì. Cái này là cái gò, cái năng ngăn này thì gò bút chì dựng. Còn ở đây có đâu, thẻ có cái gì nè? Không có thẻ hả? Thẻ mới hả? Ừ. Oh, thẻ mới hả? Có Bi thích thẻ không? Nè. Thẻ không? Cái gì cũng đút miệng à? Có Bi cái gì cũng đút miệng nhỉ? Nè. Cái đồ của cái này đâu ăn được đâu, có Bi. Có Bi ngồi đây chơi này, bà đi hái cho bông lúa này nha. Con yeah. Ba cho cô Bi bông lúa này. Ba. Ê. Ba chọn thẻ trước đi, ba chọn thẻ màu vàng hay màu xanh? Ba chọn cái màu xanh nhá. Nha. Màu xanh thì ba thắng. Này, wow, bông lúa này cô Bi này.
cho cô Vi này, cho cô Vi này, ngồi đây. Gì đây? Cái gì cũng ăn đấy. Cô Vi cái gì cũng ăn hết nhở?